Ok. Hello cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Steven đi xuống nhà thờ Việt Nam để dự lễ rửa tội cho thằng bé Andy. Đây là nhà thờ Việt Nam ở Tam Phà của cô chú và anh chị. Nhà thờ St. Joseph. You want to do the camera? The camera. Miễn dễ à, bắn auto chụp miễn dễ. Cho đăng cái là cần cái đó để cho biết đó. Cha cũng quay phim được á cha. Được, nhưng mình quay nghiêm trang ok. Lấy cảnh đẹp rồi. Không, cha có người đang xong rồi đấy cha. Good, good boy. Con một. Nó con đầu. Chưa kết thúc mà sao lại con đầu rồi, con một rồi đó. Phải là mấy đứa nữa. Ký để cái form sẽ cần cái form. Chắc quên được mấy cái form. Ok, anh chị Andy Duy đúng không? Yeah. Duy và à, em biết là Duy. Nhưng mà Andy. Andy, các bạn biết Andy là tên thánh gì không? Em bé phải có tên thánh. Đúng. Phải về thiên thánh chứ đâu có thiên thánh đâu. Andy tức là nếu mà theo tiếng dạ, tiếng Anh Andre. À Andre tức là nếu Andy tức là Andre là ok Pharaoh ha. Dạ. Ok Pharaoh này rồi mẹ là bố là Thomas đúng không? Dạ. Thomas. Tiếng dạ. Tiếng Việt là Thomas Nguyễn. Công giáo Thúy Thi Thúy Thúy là công giáo. Ok very good. Rồi Godfather là anh Huỳnh Kiệt. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi ok. Và Godmother là chị Lê thì Tường Linh, tên đẹp hết. Very good. Ok, rồi chúng ta xuất sáng bắt đầu nghi thức rửa tội cho con nha. Chúng ta bế hai nơi đây, mẹ bế con lên đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến áp u con ngày đêm, nhuận thần xa hồn tràn lan ơn thiên. Lạy Chúa con, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã đi con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc tội cho xứng an men. Trước tiên cha vui mừng chào đón anh Thomas và Thúy nhé. Hai vợ chồng Chúa ban cho có em Duy, Pharaoh Duy. Đây là người con, như con nói là con một.
Đây là đứa con mà chính Chúa ban cho hai vợ chồng, cha ban cho hai vợ chồng và ban cho bên nội bên ngoại, đúng không? Và bên nội bên ngoại đấy chứ. Cho nên là đây là dòng tộc, đây là này là vui mừng. Tất cả từ hôm mà con có em bé có bầu thôi, nghe tin có bầu thôi, thế là đã sung sướng rồi mà Chúa đã cho em được lớn lên trong lòng cung lòng của mẹ. Đấy, bây giờ Chúa ban cho con được sinh ra đây một em bé đang nghịch, đang là chạy đây này. Cảm ơn Chúa ha. Ok, cảm ơn Chúa. Cho hy vọng là con hôm nay con mang đến để cả gia đình để mình mừng cái lễ rửa tội cho em. Ok, bởi vì em là món quà của Thiên Chúa ban cho hai con, ok, Quý và Thomas. Cho nên đây là đứa con là chính Chúa ban, nó thuộc về Chúa. Hôm nay chúng ta đến để dâng cho Chúa này. Thứ hai là qua cái bí tích rửa tội đó, để rửa tội cho em được, em cho chồng con lãnh nhận rửa tội, em được rửa tội là em được rửa tội sạch để như con cái của Chúa và em sẽ được gọi Thiên Chúa là Cha. Thế nhưng mà em rất là dễ thương thì chạy vào hôm nay á, mình đến đây và cũng đang cố gắng vợ chồng sống yêu thương nhau, rồi vợ chồng cố gắng sống đạo đức, phải đi nhà thờ, đi nhà thờ để thờ phụng Chúa, đi nhà thờ để tôn vinh Chúa, đi nhà thờ để cám ơn Chúa nha. Chạy đi vào, welcome các ông bà, cảm ơn anh chị đã đến đây tối nay cùng với Thúy và Thomas á, để chia vui với hai em để mừng cái ngày mà em được rửa tội nha. Vì trước tiên cha rửa tội cho em á, cha hỏi Thomas và Thúy đặt tên cho em là gì? Nói tên em ra, tên gì? À, tên nhưng mà tên thánh là gì? Đọc lại đời tên là gì? Phêrô gì? Nguyễn gì gì? Ok. Và tên thánh của em là Phêrô đúng không? Rồi hỏi anh chị đã đầu. Đầu tiên nữa là hai anh chị Thomas và Thúy á, hai anh chị hội thánh điều gì cho Duy? Xin cái gì cho Duy? Bí tích rửa tội ha. Rồi khi xin phép rửa tội cho Duy đó, con cái á, anh chị có dạy, anh chị nhận dạy dỗ Duy trong đức tin để Duy tuân giữ các giới răn của Chúa, là mến Chúa yêu người. Đã như chúng ta, như anh chị dạy, vậy anh chị có nhận thức điều đó không? Yeah. Rồi cảm ơn. Ok. Rồi người đỡ đầu, anh chị đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ, tức là Thomas và thi hành nhiệm vụ cha mẹ Kitô giáo không? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi bế con lên đây nào, bên đây cha phải stay here. You have to go hold him. Ha. Ferroji, cộng đoàn Kitô hào hữu rất hoan hỷ vui mừng đón nhận con. Nhân danh cộng đoàn, cha ghi dấu thánh giá cho con và mời cha mẹ và người đỡ đầu cùng ghi thánh giá cho con. Nhân danh cha và con và thánh thần, cha mẹ làm đỡ đầu cho con, làm dấu thánh giá trên trán cho con, trên đầu cho con. Làm thánh giá cho con. Rồi mẹ đỡ đầu làm dấu thánh giá cho con. Nhân danh cha và con và thánh thần. Rồi giờ đây chúng ta cùng nhau tốt sáng lắng nghe lời của Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại với các môn đệ rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất chẳng nói đó, con cái là món quà của Chúa bà, nhớ như vậy. Ví dụ như Thúy Thí thì con nhìn thấy Duy đi, là con nhìn thấy đứa con, con một thân xác bé bỏng như vậy mà Chúa ban cho con sinh ra một em bé như thế này, tuyệt vời không? Yeah. Lành lạnh, khỏe mạnh, mà nhìn con mà ca tụng Chúa ha. Yeah. Thomas cũng vậy, nhìn con mà yêu vợ nhiều hơn, vợ là sanh cho mình một đứa con nó kết. Cho nên con đây là món quà Chúa ban, hay qua tụng Chúa, sống thờ phượng Chúa, đây là món quà Chúa trao ban cho gia đình con. Nhá. Cố gắng thương yêu con, săn sóc con, săn sóc cái body của nó đó, nhưng mà hón sôi săn sóc cái spiritual, okay. Vì nó là linh hồn, nó có linh hồn, linh hồn của nó là thuộc về Chúa, okay. Cho nên nó là take care là physical and take care spiritual, okay. Nhớ như vậy là linh hồn con mình nó có linh hồn. We are the body of Christ, we are the body of Christ, okay. We belong to God. Make sure always thank God for the gift of life, thank God for Him, okay. And take care Him. Take care him, là free him, là good food, good clothes, but also good spirit, okay? Yeah. And be good example. You remember you're Catholic, right? Yeah. You are Catholic, make sure you are good Catholic, okay? That's why khi các con sống với thiên chức của mình là người Công giáo, thì cả dạy dỗ con cái nhé. Thì con cố gắng tối đi ngủ
cảm ơn Chúa để làm dấu thánh giá cho con. Giờ con nó chưa biết cái gì hết, cho nên làm dấu thánh giá trên trán cho con. Xin Chúa chúc lành cho con ngủ ngon. Xin Chúa chúc lành cho vợ con, vợ chồng con ngủ ngon nhé. Always remain with God, pray and ask God to bless. Ok, thì you remember gia đình mình là gia đình của Chúa, nhớ như vậy. Luôn luôn remain with God. Ok, worship God and give God thanks and praise. Ok, yeah. Let the whole church pray for you. Nhớ cái đó. Và khi em trở thành, em được rửa tội, em được nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, tức là em thuộc về Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi nhất là Cha, là Đấng tạo thành trời đất, tạo thành nên chúng ta. Nhớ như vậy, mặc dù chúng ta sinh ra là cho cha mẹ chúng ta, nhưng mà nhớ tạo thành chúng ta là Thiên Chúa. Thiên Chúa mượn chúng ta, mượn cung lòng của mẹ chúng ta sinh chúng ta ra thôi, chứ không phải là mình là người mà là làm nên con người đâu. Chúa Thiên Chúa Đấng tạo hóa mượn cung lòng của mình cho được mình được sinh ra thôi. Thì tiện đây cha muốn chia sẻ, khi năm cha đi vượt biên năm 1988 và năm 1994 á, cha về Việt Nam đầu tiên và mẹ cha còn sống, mẹ cha khóc và tham dự thánh lễ để nghe lời Chúa, đến với Chúa để rước Chúa vào lòng nhé. Tại vì mình thuộc về Chúa cho nên hãy cố gắng rước Chúa vào lòng để Chúa ở với mình và mình có sự sống, mình có tình thương, mình có sự bình an. Cho nên sự sống này nó quý lắm đấy, rất là quý. Cho nên Chúa ban cho chúng con, cho Duy, cho Thomas với lại Thúy đó, đã có nhau và con hãy cố gắng săn sóc yêu thương nhau ha. Ok, và chúc mừng, xin chúc mừng anh chị em. Thì giờ đây anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đoái thương đến Duy sắp lãnh nhận bí tích rửa tội đây, đến cha mẹ là Thomas và Thúy và những người đỡ đầu cùng mọi người đã chịu phép rửa tội. Nhờ mầu nhiệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, xin Chúa thương dùng phép rửa tội mà tái sinh Duy và thông nhận Duy vào hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đã được giải thoát khỏi tối tăm vào nơi sáng láng lạ lùng của nước Chúa. Chúng con này xin Chúa cho Duy sau khi khỏi tội nguyên tổ được trở nên đền thờ vinh quang Chúa, và xin Chúa Thánh Thần ngự trong em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa Kitô Đấng cứu thế sức mạnh của Người cho con, để biểu hiện ơn ấy Cha sức giàu cứu rỗi cùng một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha rượt cho con. Good, good boy, good boy. Okay. Và cuối cùng cha hỏi ý kiến của Thomas và Thúy cũng như cha mẹ đỡ đầu. Anh chị em có muốn Duy được rửa tội trong đức tin của hội thánh mà chúng ta vừa tuyên xưng không? Yeah. Giờ đây cha mời bé Lê, lên đây, Duy lên đây. Rồi người đỡ đầu, đỡ tay ở dưới. Rồi cha em nằm xuống nha. Ok. Anh cao anh ẩm. Rồi đứng rồi đó. Rồi đỡ đầu cho em. Phêrô, Duy, cha rửa con nhân danh Cha, Good boy, và con và Thánh Thần, toàn thể giáo hội mừng. Amen. Rồi, ok. Good boy. Good boy. Good boy. Giỏi quá. Rồi. Ok, very good con. Rồi. Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tái sinh con bởi nước và Thánh Thần và giải thoát con khỏi tội lỗi. Chính Người đã sức giàu cứu rỗi cho con, để sau khi nhập vào với danh Ngài, con luôn mãi là tư tế của Đức Kitô, tiên tri và làm vương đế cho đến cõi sống muôn đời. Amen. Amen. Cha ánh xa này cho con này và đốt cho cha cái miếng. Đây, khoác cho em nè. Phêrô Duy, con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con, nhờ lời chỉ bảo và gương lành của cha mẹ và thân nhân, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh. Amen.
Rồi người cha mẹ đỡ đầu và người đỡ đầu nhận ánh sáng của Chúa Kitô. Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. À, cho mẹ cùng nhận luôn. Yep. Anh chị em thân mến, là bậc cha mẹ và người đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho Duy đã được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó, khi Chúa đến, Duy được ra đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Ok rồi, ok con. Rồi, ok, ok. Anh chị em thân mến, nhờ phép rửa tội, Duy này đã được tái sinh, em đã được gọi và thực sự là con Thiên Chúa. Trong phép thêm sức, em sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Em sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, tham dự bàn tiệc của lễ tế người và ở giữa hội thánh. Em sẽ gọi Thiên Chúa là Cha. Giờ đây nhân danh Duy và trong tinh thần con cái mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hầu khác, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thiên Chúa là Cha toàn năng, qua con Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã ban niềm vui cho các bà mẹ Công giáo, vì họ nhìn thấy niềm hy vọng sự sống đời đời chiếu qua con cái. Xin Chúa ban phúc lành cho bà mẹ này. Giờ đây chị tạ ơn Chúa vì được Chúa cho sinh con. Chị hãy cùng với con mình tạ ơn Chúa luôn mãi, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bình an của người trên tất cả chúng ta đang tụ họp nơi đây, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cha mời hai vợ chồng bế con lên, dâng con cho Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cầu thay để cho hai vợ chồng sống hạnh phúc và đẹp lòng Chúa nha. Dâng con cho Đức Mẹ hướng lên trên. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Amen. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ hôm nay. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Amen. Đây. Đây, đây. Cả gì mọi người vô đây đi. Rồi hai đứa vô đây. Đứng thẳng đó rồi, ok. Một, hai, ba. Cái nữa đi cho đẹp. Một, hai, ba. Rồi, ok. Đi giỏi. Thank you.